là má không nhận ra mặt. Không phải. Anh không nói, cái gì. Anh nói anh, em nghe là. Nhưng mà thôi, cái cuộc sống thì mỗi người một cây có áo kè cành. Anh có cái lập trường của anh. Em không. Anh nói nghe chiều phụ nữ cũng là một trong mấy cái tứ khoái đấy. Em trừ chiều ăn chiều chơi thì mẹ cho mày chơi trong bán. Không. Mày chúng mày đi chúng mày đến. Em ơi, phụ nữ người ta làm một anh, cái. Anh Bình nhá, nói với anh nhá, anh chưa biết đâu. Em có những đứa tụt quần ra rồi nhưng em bắt cắp lồn về. Không, nó lung tung. Ôi trời ơi. Mẹ em thề với anh. Mẹ phụ nữ là nét đẹp của đàn ông. Không, nó cao 1m7 xinh lắm. Đỗ đây nè. Đây cổng trường này. Anh gọi nó đi. Hết cổng trường rồi đấy. Để gọi nhá. Nó hai cổng trường, nó cổng trường đây. Và là em ơi, cổng trường cấp 1 hay cổng trường cấp 2? Nó đang ra rồi. Giời ơi, tôi lại bố. Anh là vỡ nợ đến nơi gặp em không biết có lộc lá gì.